Okay, giờ mình làm bài này kế tiếp là bài số 3 của tiếng Anh. Okay, là tiếp theo của bài số 2. Mình là thợ, cái này là khách. Okay. Would you like to cut down your toenail? No, just file. Okay. That's it. Chỉ có chừng đó thôi. Mình chỉ hỏi khách là mày có muốn cắt cái móng chân mày ngắn xuống không? Thì có 3 cách trả lời. Khách 1 thì nó sẽ nói yes. Nếu nói yes thì mình cắt xuống. Mà nói no thì mình không cắt. Hoặc có thể nó nói là only just file. So là ý nó nói là chỉ có xếp là dũa cái móng nó thôi, nó không cần cắt. Ok? Là có 3 cái answer của khách nó sẽ. Bây giờ mình phải lắng nghe. Nó sẽ yes, no, or just on file. So mình phải nghe được 3 cái từ đó. Ok, that's it.